Xin kính chào toàn thể các bác. Trước mặt các bác đây là cái kiện bát nhá, mang mã hiệu là 18TNX4000, mẫu của Precision thiết kế, nguồn gốc nhập khẩu rõ ràng nên là các bác không phải sợ đâu nha. Nhập khẩu từ Trung Quốc thôi, chứ còn đôi này mà đúng của xịn thì giá siêu đắt, nó khoảng tầm 1.800 đô trên một đôi, chứ có phí ship. Đây là mua tại Anh Quốc nhá, giá trên eBay chưa tính phí ship. Phí ship các bác cứ cộng là 250-300.000 một cân, mà một kiện nó khoảng tầm 22-24 cân. Nếu như ở bên hãng eBay mà đóng ship nữa thì chắc cũng phải tầm 25-28 cân một kiện. Các bác cứ nhân đi, để tính 30 cân một quả này nhá, 3 × 3 = 9 triệu. Úi xôi ôi. Đấy, 30 cân nhân với 300.000 khoảng tầm ý. Tức là nếu tính cả cước cả thuế về Việt Nam nó khoảng tầm 9 triệu trên một kiện. Chưa tính cái tiền hàng nó vào 1.800 đô, tức là khoảng tầm là gần 40 triệu, tức là cả ship, cả thuế, cả tiền hàng về Việt Nam chắc phải tầm 42 đến 45 triệu một đôi bát Precision. Đấy, 18 tiền cái loại cái gì đấy mà 4.000 đấy. Thì đây là cái kiện bát này là sản xuất tại Trung Quốc, sản xuất theo tiêu chuẩn công bố của Precision. Bên em bán hàng thì nói luôn chứ không phải là cái hàng này xong lại nói là hàng này của Anh Quốc, không có đâu. Hàng này là của Trung Quốc. Nên là các bác nào có thích thì liên hệ trực tiếp với em. Và bây giờ em không đinh tinh như thêm nữa, em sẽ unbox cái này ra để cho các bác xem. Đây là một đơn đặt hàng của một bác khách ở ngoài thành phố Hải Phòng. Bác đã chuyển khoản đầy đủ, rất là vui. Chuyển khoản đầy đủ rồi, nên là bây giờ này chỉ có việc gửi hàng cho các bác thôi. Đấy, ok nhá. Thì các bác nào quan tâm đến sản phẩm này thì liên hệ trực tiếp với em. Hàng rất chất lượng luôn. Bây giờ em sẽ bóc ra, mời các bác cùng xem. 18TNX4000, bát 18 inch, sản xuất theo tiêu chuẩn công bố của Precision. Đây, có là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Đây là cái bát 12 cạnh, tổng cộng 14 lỗ ốc nhá, cả ốc trong này, cả ốc ngoài, 14 lỗ ốc. Con này thì chuyên dùng cho các bác làm live show sự kiện tiệc cưới, các bác đánh công suất rất là lớn, yêu cầu công suất đỉnh điểm rất là cao và đánh với áp lực lớn. Thì đây là cái sự lựa chọn hoàn hảo cho các bác. Bát này là rất là nặng nhá, của bát không thôi đã 19 cân rồi. Nguyên kiện là vào 21 cân. Cái này 19 cân gọi là ướng chừng thôi nhá, thực tế nó hơn 19 cân một tí. Đấy, đây mặt trước của cái bát các bác nhá. Đây, 18TNX4000, kinh điển. Đấy, cái nắp của nó đã vào 18cm rồi. Con này là từ 28 côn 125, sản xuất theo tiêu chuẩn của Precision. Có một cái điểm đặc biệt này nữa em muốn chia sẻ với toàn thể các bác. Hiện tại bên em đang có cái mẫu thùng cũng do công ty Precision nghiên cứu và phát triển, cũng như là cái mẫu thùng do hãng đề xuất thiết kế. Nếu như mẫu đó các bác lấy thì nó sẽ luôn được cái loại bát này. Và các bác chưa cái loại bát này vào cái thùng ý, kinh điển luôn, hay hết cỡ luôn. Thì bây giờ em sẽ lấy cho các bác cái mẫu thùng mà bên em có giới thiệu đây các bác nhé. Đây là cái phần mặt sau của cổ loa các bác nhé, từ 28. Một găng tay của em đã vào 22cm rồi. Đây là 28. Và côn là côn 125, từ đây đến đây. Đằng sau có 2, 4, 6, 8 cái lỗ thoát hơi và một lỗ to. Tức là cái lỗ thoát hơi là các bác sẽ nhìn thấy côn luôn. Côn, màng côn nó nhảy, khi đánh công suất lớn thì nó sẽ lưu thông không khí luôn ở trong cái lỗ này, làm mát cho côn. Và đây là cái thiết kế thùng do bên hãng đề xuất và thiết kế. Em chia sẻ luôn các bác nhé. Mã của thùng này đó là PDH2-118S Homelander Superbank, tức là súp này là có định hướng. Loa súp này là có định hướng. Và cụ bát khuyên dùng đây của hãng đây cũng khá là giống con bát này, khá là giống thôi, nhưng mà của hãng là 4 nam châm 4 mảnh
Đây là thiết kế phái gốc này, gỗ này. Đấy, chúng ta sẽ lắp bát nó như thế này. Đấy, bát này là nó một khoang kín và một khoang là có thoát hơi. Như mẫu thùng này thì hiện tại bên em đang có hàng nhá, nhưng mà em sẽ review sau. Đấy, tất tần tật thông số đều có hết. Cái mẫu thùng này thì em sẽ báo giá sau các bác nhé. Đây, chúng ta sẽ nhìn thấy cách nắp bát nó sẽ như thế này. Ok, thì hiện tại cặp bát này bên em đang bán với mức giá là 5.500.000 đồng một cặp, bao ship. Đấy, tên là X4000 từ 28 côn 125, sản xuất theo tiêu chuẩn công bố của thương hiệu Precision đến từ Anh Quốc. Và với cấu hình này thì các bác chơi nay sâu sự kiện từ cưới thì một cái là bê rất là nặng, nhưng được cái là áp lực và công suất của nó đánh khá là khiếp. Công suất đỉnh điểm là 4.000W, công suất khởi động 1.000W, công suất chương trình 2.000W và công suất đỉnh điểm là 4.000W. Đấy, các bác nào quan tâm đến mẫu bát này thì hãy gọi trực tiếp cho bên em. Đấy, ok các bác nhé, hôm nay review nhanh cái này thôi, cũng khá là mất thời gian rồi. Đấy, còn các bác nào quan tâm đến cái mẫu thùng mà bên em có giới thiệu vừa nãy thì hãy gọi cho em và em không báo giá ngay đâu nhé. Hôm nào cũng sẽ có hàng thì em sẽ báo giá sau, nhưng giá của nó rất là hợp lý thôi các bác nhé, giá nó rất là hợp lý thôi. Súp hầm. Đấy, thùng ấy là thùng súp hầm. Đó, nắp cái bát này vào thì đánh phê luôn. Ok, xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong những video clip lần sau. We'll be right back.